Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4 tháng 2, tức 23 tháng Chạp, tại số nhà 3A, ngõ 71, phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 sinh viên tử vong. 4 nạn nhân được xác định là anh Lê Bật Tê, sinh năm 1997, quê Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Giáp Văn N, sinh năm 1997, quê Bắc Giang, Trần Duy H, sinh năm 1997, quê Nam Định, Lê Khắc S, sinh năm 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Cả 4 người đang là sinh viên học tại Hà Nội. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, cả 4 nam sinh tổ chức cúng ông Công, ông Táo. Khoảng 12 giờ cúng xong, anh S và anh D, anh của T, hóa vàng ở trước cửa phòng nhà trọ, trực tiếp xuống đất, không có dụng cụ gì. Còn anh N và anh T đi thả cá tại hồ đình Khương Thượng, sau đó cũng về hóa vàng cùng. Khi tiền vàng không còn cháy nữa, thì tất cả đi vào nhà, không đổ nước cũng như hót bỏ cho đi, mà vào ăn cơm trong nhà luôn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định do đốt vàng mã cùng ông Công, ông Táo. Khi vụ cháy xảy ra, có 4 người bị mắc kẹt trong nhà, cả 4 người đã được đưa đi cấp cứu nhưng đều đã tử vong.